Trong buổi trò chuyện mới đây, bà chủ đại Nam Nguyễn Phương Hằng đã bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi của nữ ca sĩ Phi Nhung. Nữ đại gia Bình Dương Nguyễn Phương Hằng tiếp tục thu hút sự chú ý của nhiều người với cuộc trò chuyện lúc 20 giờ mang chủ đề "Chết là giải thoát". Trong buổi trò chuyện, bà Phương Hằng đã bày tỏ lòng thương tiếc với sự qua đời của nữ ca sĩ Phi Nhung. Ai trên đời cũng có một lần sống và một lần chết, cho nên người ta nói nghĩa tử là nghĩa tận, không ai mong muốn ai phải lìa khỏi cuộc đời nhưng số phận không ai tránh trước được đặc biệt là chúng ta không thể sống hay chết cho người khác được đó là mệnh của mỗi người bà nguyễn phương hằng cũng cho biết thêm khi phi nhung nằm ở bệnh viện trợ giấy bà cũng nắm được thông tin nữ ca sĩ đang trong tình trạng rất nguy kịch nghe được tin tôi rất tiếc thương cho phi nhung cô ấy là một người phụ nữ đẹp tài năng nhưng bạc phận không may mắc phải căn bệnh này nữ doanh nhân cũng nói đến câu chuyện có nhiều người đã dựng lên các tài khoản mạo danh bà với những lời lẽ ác ý dành cho ca sĩ quá cố. Tôi không bao giờ là con người thiếu văn hóa và thiếu tình yêu thương nhân loại đến vậy. Tôi có trái tim. Tôi biết được nỗi khổ đau của người khác khi mất đi người thân và cũng biết được nỗi khắc khoải của người đó khi lìa bỏ cuộc đời này. Đừng vụ oan cho tôi những điều mất đạo đức và chính các bạn đang gieo những nghiệp cho người khác gắp lửa bỏ tay người đó là những điều từ sâu trong lòng các bạn nói ra tự các bạn thể hiện tâm của các bạn không tốt không lành đồng thời bà cũng khẳng định bản thân mình và cố nghệ sĩ phi nhung không hề có khúc mắc gì để bản thân có những suy nghĩ hay lời nói độc ác như vậy tôi và cô ấy có gì mà cứ phải vu khống cho tôi những điều đó nếu tôi ăn ở không ra gì hay tâm không tốt thì dù một phút giây thôi thì tôi cũng sẽ nhận hậu quả và các con tôi cũng sẽ lãnh những hậu quả do mẹ nó gây ra nên những ai buông lời này, người đó cũng mang tâm địa rất ác, cấp lửa bỏ tay người. Nhưng tôi đặc biệt không suy nghĩ điều gì, nên lòng tôi rất thanh thản. Bà chủ Đại Nam mong rằng những người nổi tiếng sau khi mất đi có thể được yên nghỉ, chứ không nên trở thành chủ đề để cộng đồng xôn xao bàn tán. Phi Nhung và rất nhiều người đã không may qua đời trong đại dịch này, hãy để Phi Nhung được ngủ yên. Vì hoàn cảnh đại dịch Covid-19 không về Việt Nam được, trong mắt mắt quá lớn, em trai ruột của ca sĩ Phi Nhung đành lập bàn thờ cho người chị xấu số nơi xứ người, dành lời tiễn biệt đầy xúc động. Dạng sáng ngày 29 tháng 9 giờ Việt Nam, em trai ruột của ca sĩ Phi Nhung đang sinh sống ở Mỹ, đau lòng lập bàn thờ đơn sơ cho chị gái là ca sĩ Phi Nhung nơi xứ người. Không thể về Việt Nam đưa tiễn ca sĩ Phi Nhung, anh chỉ biết viết lời tiễn biệt chị gái lên trang cá nhân của mình. Trên bàn thờ đơn giản, Chiếc khăn tăng trắng đặt cạnh di ảnh với nụ cười tươi của ca sĩ Phi Nhung khiến ai nhìn thấy cũng xót xa xúc động. Em trai cố ca sĩ Phi Nhung dành lời cho chị gái. Chị yêu của em, hôm nay, ngày cúng đầu tiên của em dành cho chị. Em chỉ nấu những món ăn chị thích và mỗi lần chị em mình gặp hay ăn. Em không thể tin được điều này đã xảy ra. Em như một người từ trên trời rơi xuống vậy. Em cắt khăn tang cho chị như em cắt từng đoạn gan của em vậy lúc mới nghe tin phi nhung vĩnh viễn ra đi người em trai này đã vô cùng suy sụp bàng hoàng anh viết chị yêu của em cuộc đời chị đã vất vả lắm rồi chị hãy yên nghỉ em không tin đây là sự thật ai cũng biết hoàn cảnh gia đình phi nhung từ nhỏ đã chịu cảnh cha mẹ tứ bể phi nhung là con lai mẹ lấy chồng khác và có thêm những người em cùng mẹ khác cha do bố mẹ mất từ sớm nên từ nhỏ, khi mới học lớp 6, Phi Nhung đã phải kiếm sống bằng nghề may để phụ mẹ nuôi các em. Cũng như là chỗ dựa tinh thần suốt nhiều năm qua cho các em. Khi Phi Nhung nằm bệnh viện, em trai xin nguyện giảm tuổi thọ để cầu mong cho chị tai qua nạn khỏi. Vì em chỉ có một người chị này thôi, em trai Phi Nhung viết. Trong khi đó cũng tại Mỹ, Wendy Phạm, con gái ruột của Phi Nhung, đã đại diện gia đình đăng cáo phó cho người mẹ vắn số của mình. Hiện gia đình Phi Nhung đang gửi gắm nghệ sĩ Việt Hương tại Việt Nam lo mọi việc khi Phi Nhung qua đời. Việt Hương nói cô và gia đình đang chuẩn bị các thủ tục cần thiết để lo vẹn toàn cho hậu sự của ca sĩ Phi Nhung và sẽ có thông báo chính thức sau khi các thủ tục được sắp xếp chu đáo. Quản lý ca sĩ Phi Nhung cũng cho biết tối 28 tháng 9, gia đình và thầy Thích Nhật Từ, trụ trì, đã tổ chức lễ cầu siêu tưởng niệm nữ ca sĩ tại chùa Giác Ngộ, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Mới đây trên trang cá nhân ca sĩ Quang Hà đăng tải clip phi Nhung hát tặng khán giả dù đeo ống thở. Đi kèm clip Quang Hà nghẹn ngào viết: "Trời ơi những hình ảnh cuối cùng của chị vẫn lạc quan, vẫn yêu đời, vẫn hát, vẫn cười, vẫn lo cho mọi người khi hát. Bầu ơi em đừng khóc mà sao nước mắt em tuôn rơi. Sân khấu cuối cùng của chị lại là trên giường bệnh, có lẽ đến hơi thở cuối cùng thì chị vẫn còn yêu đời và mang đến cho đời sự lạc quan và đặc biệt tiếng hát tuyệt vời của chị." Con chim chỉ ngừng hót khi không còn nhịp đập con tim. Chọn một kiếp người cho nghệ thuật, cho ca hát. Em và khán giả mãi mãi nhớ tiếng hát của chị. Tối qua ngày 28 tháng 9, Chùa Giác Ngộ đã tổ chức lễ cầu siêu và tưởng nhớ Phi Nhung. Một số người thân của Phi Nhung và Quỳnh Trang, con nuôi của nữ ca sĩ đã có mặt. Quỳnh Trang chia sẻ, con xin cảm ơn các bác sĩ đã hết lòng cứu chữa cho mẹ. Con cảm ơn khán giả khắp nơi đã yêu thương và cầu nguyện cho mẹ mẹ không còn nữa nhưng con tim mẹ thì vẫn rất cảm kích những lời động viên của mọi người đáng chú ý tại buổi lễ cầu siêu một sư thầy tiết lộ lý do phi nhung chưa tiêm vaccine hôm đó tại chùa phi nhung đã ủng hộ gạo và lương thực cho chúng tôi khi gặp phi nhung tôi có hỏi con đã tiêm vaccine chưa lúc này phi nhung nói với tôi con chưa tiêm nhưng con đã nhường cơ hội tiêm đó cho một người khác vài hôm nữa con sang mỹ đi hát con sẽ được tiêm luôn nhưng đâu ngờ vài hôm sau tôi nghe phi nhung nhiễm bệnh khi đi làm thiện nguyện. Phi Nhung thu âm, hai ơi đừng qua sông còn giang dở, khi chưa phát hành thì cố ca sĩ đã ra đi mãi mãi. Bài hát như nói lên một phần số phận của cô, người nghệ sĩ chuyên chuyên. Bên cạnh những lời hát còn giang dở với cô con gái ruột, ca sĩ Phi Nhung cũng để lại cho đời nhiều khắc khoải khi chuẩn bị phát hành một ca khúc thì đã mãi ra đi. Trước khi nhiễm COVID-19, nữ ca sĩ đã thu âm ca khúc mang tên Hai ơi đừng qua sông nhưng chưa kịp phát hành. Lý do vì Phi Nhung chưa thực sự hài lòng với bản thu âm nên cô chưa vội ra mắt ca khúc. Cô dự tính sau khi hết dịch sẽ tiến hành thu âm lại. Vậy nhưng sau lần đi tình nguyện giúp đỡ, hỗ trợ bà con ở thành phố Hồ Chí Minh trong đợt dịch bùng phát lần thứ tư, cô không may nhiễm bệnh và ra đi mãi mãi giờ đây ca khúc ấy còn giang dở khiến người nghe vẫn thấy nghẹn lòng bồi hồi khi nghe giọng hát của phi nhung nhạc sĩ yên lam là producer cho ca khúc này khi nghe tin cố ca sĩ qua đời anh không khỏi nghẹn ngào hai ơi đừng qua sông là bài hát cuối cùng nghe bạn thu nhạc sĩ yên lam kể anh và phi nhung từng có thời gian làm việc hợp tác với nhau khá nhiều dự án hai người có cộng tác chung trong vài game show âm nhạc như sàn chiến giọng hát ca sĩ ẩn danh khi đó Phi Nhung ở trong ban giám khảo, hoặc ban bình luận hay ca sĩ khách mời, còn nhạc sĩ Yên Lam là giám đốc âm nhạc. Đừng vội qua sông hai ơi, đừng vội qua sông, đừng vội qua sông, sớm trưa kẻ chờ người trông. Lời hát khiến khán giả nghĩ như vận chính vào cuộc đời của Phi Nhung. Những ca từ trong phần thu âm ca khúc chạm đến trái tim của người nghe qua giọng hát ngọt ngào của Phi Nhung. Nhạc phẩm mang âm hưởng dân ca Nam Bộ, thể hiện tâm trạng níu kéo tình yêu của một người con gái trách chàng trai bỏ lại cuộc tình để đi cưới vợ. Tác giả Ngô Minh Tài người sáng tác ca khúc này cho biết, cảm hứng sáng tác bài hát hồi đầu tháng 2, sau lần Phi Nhung dự tiệc sinh nhật anh và bị trêu, chị Nhung đừng đi lấy chồng. Tên nhạc phẩm được đặt theo cách người thân thường dành cho ca sĩ là Hay ơi. Ekip của ca sĩ cho biết sẽ gửi bản thu sang Mỹ làm master, sau đó phát hành MV tưởng nhớ chị Trước đó nhạc sĩ Ngô Minh Tài còn sáng tác cho Phi Nhung các bài Dạ Lỡ, Thanh Xuân Em Đợi, Sắc Xuân Việt giữa trời hoa rơi. Dù ở thị trường Việt Nam hay hải ngoại, tiếng hát của ca sĩ Phi Nhung vẫn luôn chạm đến trái tim của khán giả. Trong suốt những năm tháng mang tiếng hát đến cho cuộc đời, Phi Nhung không ít lần gây xúc động với các ca khúc bolero trữ tình về tình yêu, nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương những ngày đầu đi hát cô nhận được sự giúp đỡ của ca sĩ chuj phương trinh và bắt đầu chinh phục khán giả ở thị trường hải ngoại những năm gần đây phi nhung trở về việt nam hoạt động nhiều hơn và tham gia nhiều chương trình về ca nhạc sự ra đi của phi nhung là một nỗi mất mát không thể bù đắp đối với các khán giả yêu mến giọng ca ngọt ngào đầy tâm sự của cô là một trong những ca khúc đình đám do nhạc sĩ Phan Ni Tấn sáng tác, phải lòng con gái Bến Tre được nhiều ca sĩ thể hiện thành công. Đáng chú ý, Phi Nhung là giọng ca hiếm hoi tạo dấu ấn riêng, khiến khán giả phải nhớ tên cô mỗi khi nhắc đến ca khúc này. Nữ ca sĩ từng phát hành MV Hóa thân thành thiếu nữ thời kỳ trước, đóng cặp cùng diễn viên Ca Minh Đạt, Phi Nhung gây ấn tượng bởi nét đẹp thanh thoát cùng với gương mặt khả ái. Thời điểm này, giọng hát của nữ ca sĩ được công chúng yêu mến và đánh giá cao. Căn nhà màu tím là một bài hát trữ tình được Phi Nhung và Mạnh Quỳnh song ca vô cùng thành công ở thị trường hải ngoại. Giọng ca ngọt ngào sâu lắng cùng với sự ăn ý với người tình sân khấu giúp cả hai truyền tải nỗi lòng của nhạc sĩ Hoài Linh, Loan Thảo khi nhắc về ngôi nhà màu tím đầy hoài niệm. Với bài hát Con gái của mẹ, mẹ thường bảo con thân gái đục trong, mai kia mốt nọ con đi lấy chồng là những ca từ xúc động khi Phi Nhung cất tiếng hát đầu tiên. Không chỉ trình diễn đơn ca thành công, nữ ca sĩ còn kết hợp với nhiều nghệ sĩ và gây được tiếng vang. Điển hình Phi Nhung và nghệ sĩ Phượng Liên từng lấy nước mắt khán giả khi thể hiện trọn vẹn tâm sự mẹ con trước những bước đường trọng đại của đời người. Với chất giọng rất riêng cùng với cách luyến lấy đặc trưng, Phi Nhung chiếm trọn tình cảm của khán giả. Nghe nhạc Phi Nhung khán giả không chỉ cảm được vẻ đẹp của giai điệu, của giọng hát mà ẩn sau đó là những tâm tình, những lời thủ thỉ nghẹn ngào của người hát. Gần 30 năm đứng trên sân khấu, Phi Nhung nhận được rất nhiều tình yêu thương của khán giả, đặc biệt ca khúc Bông điên điển được xem là một trong những ca khúc hay nhất của Phi Nhung. Qua giọng ca của nữ ca sĩ, sáng tác của nhạc sĩ Hà Phương khiến người nghe không khỏi chạnh lòng với nỗi nhớ quê, nhớ cha mẹ nhưng bị ngăn cách. Cô từng khiến các nghệ sĩ xúc động khi trình diễn ca khúc này trong chương trình Ký ức vui vẻ. Sầu tím thiệp hồng là ca khúc quen thuộc với những người yêu nhạc bolero, từng được Phi Nhung và Mạnh Quỳnh thể hiện rất thành công. Cả hai từng gây chú ý và nhận được sự yêu thích của khán giả khi cùng song ca sáng tác này của nhạc sĩ Hoài Linh cách đây 3 năm trong chương trình solo cùng bolero. Trên trang cá nhân, Xuân Lan vừa hé lộ những dòng tin nhắn cuối cùng của Phi Nhung trước khi nữ ca sĩ qua đời. Trong nội dung được hé lộ, ngoài những trăn trở về chuyện từ thiện, Phi Nhung cũng có những tâm sự về các con nuôi mà khi theo dõi ai cũng không khỏi xúc động. Cụ thể là giọng ca phải lòng con gái Bến Tre chia sẻ đến hiện tại, cô không muốn nhắc đến hai từ con nuôi vì các con đã lớn hết rồi. Phi Nhung tâm sự với đàn em, chị sợ các con tuổi thân, đi đâu ai cũng nói con nuôi. Con năm đứa mới được 2, 3, 4 và 6 tuổi, tuổi nhỏ ở với chị lúc một ngày tuổi. Nó đang nghĩ chị là mẹ ruột, Đi học có đứa chọc là con mồ côi về khóc quá chừng Nên chị muốn im lặng cho các con có cuộc sống bình thường Dù lớn lên tính sau Đối với nữ ca sĩ điều khiến cô sợ nhất là việc các con bị tổn thương Chia sẻ của Phi Nhung khiến nhiều người không khỏi xúc động Một số khán giả bày tỏ sự cảm kích trước tấm lòng mà nữ ca sĩ dành cho các con Một tài khoản bình luận Đọc muốn rớt nước mắt luôn, thương chị Người xem khác chia sẻ Màn Nhung đã khép lại Cuộc sống quá mong manh, rớt nước mắt Anh nghỉ chị nhé, một ngày buồn một ngày tiếc đau thương một ngày khóc cho một người ra đi giờ chỉ còn lại những ký ức đẹp đẽ cho đời cho người tiếng hát ra diết vang vọng mãi không bao giờ quên xuân lan cho biết đoạn tin nhắn đó là cuộc trò chuyện giữa cô và phi nhung song nữ siêu mẫu từ chối chia sẻ thêm liên quan đến phi nhung sự ra đi của nữ ca sĩ khiến giới nghệ sĩ và nhiều khán giả không khỏi bàng hoàng bên cạnh đó một số người đau lòng khi các con của giọng ca áo mới cà mau giờ lại mất đi điểm tựa mới đây nhất tỷ phú hoàng kiều gây chú ý khi tuyên bố sẽ nuôi dưỡng các con của nữ ca sĩ đến khi trưởng thành ông chia sẻ việc mà lo nuôi nấng các bé mồ côi này đã nhen nhóm trong tôi từ khi tôi biết bệnh tình của phi nhung trở nặng những chi tiết cụ thể thì chúng tôi sẽ lên kế hoạch nhưng vấn đề chính hiện tại để giúp cho các em được an toàn trong cơn đại dịch này